Thưa quý vị và bà con, kết quả khảo sát gần đây cho thấy có đến 86% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xanh. Sự thay đổi thị hiếu sang hướng tiêu dùng xanh buộc các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng, phải chuyển mình xanh hóa sản xuất để phù hợp với nhu cầu mới của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất. Doanh nghiệp này có thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Do vậy, sản phẩm rong nho làm ra phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hết sức khắt khe về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đặc tính thẩm mỹ cao. Cái luật này không phải do các cái nước chính quyền ban hành, mà do thị trường và người tiêu dùng họ quyết định. Nếu như chúng ta không chuyển đổi mà chúng ta cứ sản xuất vì lợi nhuận, mà chúng ta không nghĩ đến yếu tố bảo vệ môi trường, thì người tiêu dùng họ từ chối, họ không xài. Mà doanh nghiệp mà không bán được hàng thì doanh nghiệp chết. Ở Khánh Hòa, ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho toàn bộ hoạt động sản xuất, vừa nâng cao lợi thế cạnh tranh, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như ở lĩnh vực du lịch, ngày càng có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng chủ động giảm rác thải nhựa. Khánh Hòa có rất nhiều cái mô hình hay. Tôi nói ví dụ như là cái Six Senses. Đấy, thì đấy là một cái mô hình Six Senses Greens ấy. Một cái mô hình có thể nói là điển hình trong cả nước về câu chuyện là năng lượng thay thế. Sử dụng năng lượng thay thế trong cái hoạt động của cái khu du lịch này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Đến năm 2045, cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP bằng không.